Nhận định U20 Việt Nam vs U20 Qatar 21 giờ ngày 4 tháng 3, tự tin chinh phục núi cao. Nhận định bóng đá U20 Việt Nam vs U20 Qatar 21 giờ ngày 4 tháng 3 trong khuôn khổ bảng B dài U20 châu Á, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U20 Việt Nam đánh bại Australia trong trận mở màn và vẫn còn nhiều cơ hội để vượt qua vòng bảng. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần phải duy trì được sự tập trung trong trận gặp U20 Qatar vào tối nay. Nhận định trước trận U20 Việt Nam vs U20 Qatar. Vào lúc 21 giờ hôm nay mùng 4 tháng 3, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Qatar trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B, vòng chung kết U20 châu Á 2023. Việt Nam đang dẫn đầu bảng đấu sau chiến thắng trước Australia, trong khi Qatar để thua Iran trận ra quân. Trong trận mở màn gặp Australia, U20 Việt Nam có bàn thắng mở tỷ số từ phút thứ 6 sau tình huống phối hợp bài bàn và pha dứt điểm đẳng cấp của Quốc Việt. Những phút còn lại của trận đấu, lối chơi phòng ngự chặt chẽ và kỷ luật đã giúp cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn Ngọc Toàn được chiến thắng ấn tượng. Trước Australia, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bất ngờ để đội trưởng Văn Khang đá hậu vệ cánh trái trong sơ đồ 5 cầu thủ phòng ngự, trong khi sử dụng tiền vệ Văn Trường ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Điều này gây ra sự bối rối cho đối thủ, đồng thời cũng phát huy rất tốt vai trò chiến thuật. Văn Khang thường xuyên bó vào trong để tổ chức trận đấu. Văn Trường tận dụng khả năng tì đè để gây khó khăn cho hàng thủ Australia. U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu có nhiều đối thủ nặng ký. Do đó, điểm mấu chốt trong lối chơi của chúng ta chính là phải phòng ngự chặt chẽ và hướng đến những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Thể lực dồi dào và ý thức chiến thuật tốt sẽ giúp U20 Việt Nam làm được điều này. Trong khi đó, U20 Qatar chắc chắn sẽ hướng đến chiến thắng trước Việt Nam để nuôi hy vọng đi tiếp. Họ chơi không thể trước Iran nhưng lại thiếu phương án tiếp cận không thành đối phương. Hàng thủ của họ cũng có tình huống mắc sai lầm dẫn đến bàn thua trên chấm penalty. Các đội bóng Tây Á đều có tốc độ và kỹ thuật rất tốt nên không thể chủ quan. Phong độ, lịch sử đối đầu U20 Việt Nam vs U20 Qatar. Trong 3 trận đấu gần đây nhất, U20 Việt Nam thắng 2 và chỉ để thua duy nhất trước Dubai City trong trận giao hữu chuẩn bị cho giải đấu. Trong khi đó, U20 Qatar rất tích cực đá giao hữu. Họ thắng 3 trên 4 trận giao hữu trước giải đấu nhưng vào giải thì thua ngay trận mở màn. Thông tin lực lượng U20 Việt Nam vs U20 Qatar. U20 Việt Nam có lực lượng tốt nhất. Theo chia sẻ của ban huấn luyện U20 Việt Nam, các cầu thủ trẻ có nền tảng thể lực không thua kém gì các đội bóng lớn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn còn những quân bài bí mật để làm bất ngờ đối thủ U20 Qatar như trường hợp của Đình Tiến, cầu thủ đang chơi cho Sông Lam Nghệ An. U20 Qatar cũng có lực lượng tốt nhất với những cầu thủ được đánh giá cao như Saifuddin Fadlala, Jassam Ansarsani. Vấn đề của họ nằm ở các phương án chiến thuật. Dự đoán tỷ số U20 Việt Nam 2-1 U20 Qatar. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, U20 Việt Nam cần lấy ngôi đầu. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng đã rút kinh nghiệm sơ qua trận đấu vừa rồi cũng như cùng các cầu thủ xem lại một số tình huống cần khắc phục tốt hơn cho trận đấu tới. U20 Việt Nam đã chơi xuất sắc trước Australia. Tôi cảm ơn các cầu thủ vì đã thi đấu kỷ luật và dũng cảm. Chúng tôi biết mình sắp phải đối đầu với một đối thủ mạnh như U20 Qatar. Chúng tôi cần phải thể hiện phong độ cao để đảm bảo ngôi đầu bảng sau khi trận đấu kết thúc. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu giữa U20 Việt Nam và Qatar. Tôi rất hài lòng vì màn trình diễn trước Australia. Sự kỷ luật, đặc biệt ở hàng thủ, đã được các học trò đảm bảo tốt. Australia đã không thể xuyên phá hệ thống phòng ngự của chúng tôi. Tôi hy vọng điểm tích cực vẫn được tiếp diễn ở trận gặp U20 Qatar. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói thêm, ở trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết U20 châu Á 2023, U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại ứng cử viên vô địch là Australia với tỷ số 1-0. Người ghi bàn duy nhất của trận đấu là Nguyễn Quốc Việt với một cú sút sao uy lực. Trong khi đó, đối thủ của U20 Việt Nam ở lượt trận thứ hai là Qatar đã phải nhận một trận thua muối mặt trong ngày ra quân trước Iran. Kết quả trên là điều đã được dự đoán trước khi Iran sở hữu một lực lượng đồng đều và giàu sức mạnh hơn Qatar. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn trước Iran, tạo được cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Chúng tôi biết mình cần phải cải thiện điều gì ở cuộc đối đầu Việt Nam. Một trong số đó là khả năng kiểm soát bóng. U20 Qatar cần phải giữ bóng nhiều hơn nữa. Đó là điểm cốt yếu, huấn luyện viên Abadia nói. Ngoài ra, U20 Qatar cũng không được để Việt Nam thoải mái chơi bóng từ vùng cấm đội nhà đến vùng cấm của họ. Chúng tôi đã để điều đó xảy ra trong trận gặp Iran, thuyền trưởng U20 Qatar nhấn mạnh. Chiến thắng 1-0 trước Australia hôm mùng 1 tháng 3 tạm đưa đội tuyển U20 Việt Nam lên ngôi đầu bảng B dài U20 châu Á 2023. Nếu đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đánh bại Qatar trong khi Iran thắng Australia, U20 Việt Nam và Iran sẽ cùng nhau vào tứ kết trước một vòng đấu. Trước khi vòng chung kết VCK U20 châu Á 2023 khởi tranh, U20 Việt Nam được đánh giá là đội lót đường ở bảng B. Khỏi phải nói, các đội bóng trẻ cùng bảng với thầy trò huấn luyện viên HLV Hoàng Anh Tuấn là Australia, Qatar, Iran kỳ vọng nhiều như thế nào ở sân chơi sao mai này.
Việc thi đấu thành công ở giải U20 châu Á có thể mở ra nhiều nấc thang mới trong sự nghiệp cầu thủ và xa hơn là giấc mơ dự World Cup. Thế nên U20 Australia, Qatar, Iran tại vòng chung kết năm nay huy động hết tinh binh. Với U20 Iran, họ có 3 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Với đội bóng trẻ xứ chuột túi, họ gọi 4 tuyển thủ từ trời Âu về tranh tài đợt này. Trước thềm vòng chung kết ở Uzbekistan, thầy trò nhà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ thi đấu giao hữu 2 trận, trong khi đó, 3 đội còn lại ở bảng B đội nào cũng thi đấu 4 đến 5 trận với các đối thủ có thực lực. Hàng trăm ngôi sao bóng đá thế giới đã góp mặt tranh tài ở vòng chung kết U20 châu lục và thế giới. Sân chơi sao mai này chính là bệ phóng cho vô số hào thủ thành danh trong sự nghiệp. Bóng đá châu Á hết sức coi trọng vòng chung kết U20, bởi đây chính là nơi tôi luyện trận mạc có giá trị cực cao với cấp độ đội tuyển trẻ. Thế nên, không chỉ các đội bóng mạnh ở châu lục mà ngay cả U20 Việt Nam cũng mang đến vòng chung kết U20 châu Á, kỳ này biết bao hoài bão. Và rồi, ngay ở trận ra quân, người hâm mộ bóng đá nước nhà đã nức lòng trước màn trình diện ấn tượng của đội tuyển U20 Việt Nam. Quá tuyệt vời! 3 điểm ở trận ra quân không chỉ tiếp thêm niềm tin mà còn thắp sáng chặng đường sắp tới cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Trước trận đấu ra quân, một vài tuyển thủ U20 Việt Nam đã khó ngủ. Có lẽ ban huấn luyện đội tuyển U20 Việt Nam cũng có nhiều nỗi lo, từ đấu sức đến đấu trí, đến sự chuẩn bị dài hơi cho giải đấu. Ở vòng loại, U20 Australia, Qatar, Iran đều đứng nhất bảng, trong khi đoàn quân của chiến lược gia Hoàng Anh Tuấn đến vòng chung kết. Kỳ này với tư cách là một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Vì lẽ đó, U20 Việt Nam bị nhận định yếu nhất bảng cũng là chuyện thường tình. Nhưng đá kèo dưới có cái hay của nó và cũng hết sức phù hợp với sức lực của ta. Ở tầm châu lục, bóng đá Việt Nam chưa có cửa đá kèo trên. Lối chơi lấy thủ làm trọng, chờ đợi cơ hội tấn công, phản công, tận dụng sai lầm của đối phương đã được Quất Văn Khanh, Bùi Vĩ Hào, Đình Xuân Tiến, Cố Văn Cường nằm lòng. Tối nay, mùng 4 tháng 3, U20 Việt Nam tranh tài cùng U20 Qatar, đội để thua U20 Iran 0-1 ở trận ra quân. Trận đấu trên sân vận động Istiklal tại thành phố Fergana hẳn sẽ vô cùng hấp dẫn. Với U20 Qatar, họ không còn đường lùi. Dẫn dắt U20 Qatar là huấn luyện viên người Tây Ban Nha Iñaki González, người từng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Học viện Aspire, Qatar. Tại vòng chung kết World Cup 2022, trong thành phần đội tuyển Qatar có tới 18 trên 23 cầu thủ trưởng thành từ Học viện Aspire. Học viện thể thao danh tiếng này là một phần của khu phức hợp thể thao rộng lớn có tên Aspire Zone. Nơi đây giống như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ tiện nghi hiện đại nhất. Bên cạnh học viện là bệnh viện chuyên khoa chỉnh hình và y học thể thao Aspire. Cách đó một đoạn đường là sân vận động Khalifa và trung tâm thể thao dưới nước Hamad. Đấy là chưa kể nhà thi đấu thể thao đa năng trong nhà lớn nhất thế giới Aspire Dome. Cầu thủ đã giải nghệ Nguyễn Thái Sung, người từng nhận học bổng đào tạo ở học viện Aspire, mô tả học viện này như ở thế giới khác, tất cả đều tuyệt hảo. Ba đội tuyển U20 Qatar, Iran, Australia được đầu tư rất nhiều cho vòng chung kết U20 châu Á kỳ này. Không chỉ với mục tiêu giành vé dự vòng chung kết U20 World Cup 2023 mà còn vì những tham vọng, mục tiêu trong tương lai. Nhưng không thể không nhắc đến ước mơ của Quất Văn Khang và đồng đội. Các đối thủ được ăn tập, đào tạo tốt hơn ta, thể lực, sức vóc của đội bạn cũng có phần hơn ta, nhưng tin tưởng là trí khôn của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ được sử dụng đúng thời điểm. Như cách Quất Văn Khang sút tung lưới U20 Australia ở trận ra quân. Vòng chung kết U20 châu Á 2023 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 18 tháng 3 tại Uzbekistan. Lấy 4 đội và bán kết giành quyền dự vòng chung kết U20 World Cup 2023 do Indonesia đăng cai. Nếu U20 Indonesia lọt vào top 4 trên đất Uzbekistan thì đội chiến thắng ở vòng playoff dành cho 4 đội thua ở tứ kết sẽ tranh tài tại vòng chung kết U20 World Cup 2023. Vòng chung kết U20 châu Á 2023 21 giờ ngày 4 tháng 3 giữa Việt Nam, Qatar kéo dài giấc mơ. Chiến thắng trước Australia ở trận mở màn đã mở ra cánh cửa đi tiếp với U20 Việt Nam. Tiếp tục có kết quả tốt trong trận đấu với Qatar, giấc mơ làm nên kỳ tích của vòng chung kết U20 châu Á sẽ sống động hơn bao giờ hết. Ngay trước buổi tập đầu tiên cùng tân huấn luyện viên Philippe Chaussier, U23 Việt Nam đã theo dõi và cổ vũ các tuyển thủ U20. Trong trận ra quân gặp Australia ở vòng chung kết U20 châu Á, mặc dù chỉ kịp xem hiệp 1, nhưng họ thực sự ấn tượng trước màn thể hiện của lứa đàn em. Như hậu vệ Phan Tuấn Tài nói, đội quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chơi quá hay, rất tự tin và nhiều tình huống thoát pressing xuất sắc. Trong ngày ra mắt với tư cách huấn luyện viên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, huấn luyện viên Chaussier đã đề cập đến mục tiêu giành vé tới World Cup 2026. Và để làm được điều đó, cần xây dựng đội ngũ nòng cốt dựa trên các cầu thủ trẻ. Lứa U20 hiện tại đang cho thấy họ đủ khả năng để trở thành một phần của kế hoạch đầy tham vọng mà chiến lược gia người Pháp đang triển khai. Như đã thấy trong chiến thắng 1-0 trận mở màn, U20 Việt Nam có thể đua thể lực với đối phương trong suốt 90 phút, đồng thời hơn hẳn về mặt chiến thuật.
Chính huấn luyện viên Trevor Morgan của Australia thừa nhận bị bất ngờ khi đội bóng áo đỏ chơi với 3 hậu vệ thay vì 4. Ngạc nhiên hơn, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn làm chủ toàn diện hệ thống mới. Nhưng Nguyễn Văn Trường chia sẻ, anh cùng đồng đội dễ dàng thích ứng bởi tập qua nhiều sơ đồ khác nhau. Bản thân tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội cũng có một trận đấu xuất sắc dù chơi ở vị trí số 9 nào không phải sở trường. Tình huống phút 76 là một ví dụ, khi Văn Trường lùi xuống kéo theo trung vệ đối phương, sau đó đánh gót để Thanh Nhàn dâng lên, chuyền bóng cho Vùi Vĩ Hào dứt điểm. Trước đó, Văn Trường và Thanh Nhàn rất đáng khen với pha chạy chỗ, hút các hậu vệ, tạo không gian để Quốc Việt tung ra cú dứt điểm tung lưới Australia. Người kiến tạo là Khuất Văn Khang trong ngày chuyển sang đá tiền vệ trái. Không hề có sự may mắn, không phải khoảnh khắc lóe sáng cá nhân, bàn thắng là sự tôn vinh tập thể của kỹ năng và tư duy chiến thuật. Trong các buổi tập gần đây của U23 Việt Nam, huấn luyện viên Châu Si Hờ đề cao tính kỷ luật, nhấn mạnh sự quan trọng của việc di chuyển, quan sát và phải dùng đầu. Lứa U20 chúng ta đã có đáp ứng đầy đủ điều đó. Họ đặc biệt năng động, rất thông minh trong việc chiếm lĩnh khoảng trống và hiểu vai trò. Cộng thêm sự tự tin và khát khao chiến thắng, họ cung cấp những lựa chọn tốt trong tương lai. Còn hiện tại, hành trình ở vòng chung kết U20 châu Á vẫn tiếp tục. Nếu đánh bại Qatar ở trận đấu lúc 21 giờ, đội trắng tay ở trận mở màn thua Iran 0-1, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tràn trề cơ hội tiến vào tứ kết, thậm chí giành vé sớm nếu Iran đánh bại Australia ở trận 17 giờ. Mục tiêu là vậy, song Qatar không phải đối thủ dễ chơi. Họ từng vào bán kết mùng 2 tháng 3 giải đấu gần nhất, vô địch năm 2014 và các cầu thủ được lấy từ học viện Aspire ở danh tiếng. Trận đấu với Iran, đội quân của huấn luyện viên Iñaki González không quá lép vế và chỉ chịu thủng lưới sau bàn thắng từ chấm phạt đền. Tuy nhiên, chắc chắn huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang nghiên cứu rất kỹ đối thủ để đưa ra đối sách. Đồng thời, các cầu thủ U20 Việt Nam sẵn sàng cả về thể lực lẫn tinh thần. Họ đủ khả năng để gây ra bất ngờ tiếp theo và tiếp thêm sự tự tin cho huấn luyện viên Châu Si Hờ khi thiết lập đội ngũ cho các mục tiêu dài hạn.